Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Từ rất lâu về trước, mà bởi vì lâu quá nên thôi khỏi kể phần trước đi, có tồn tại một đấu trường cổ đại nơi mà những chiến binh có thể chế tạo và sử dụng những thanh kiếm khổng lồ, nhưng mà cầm cũng hơi khổ lòng tại vì nó to và nó nặng lắm. Nơi đây là nơi phong ấn của một chú bót nhỏ nhắn. À, cũng không nhỏ lắm. Hắn là kẻ đã gieo rắc tai ương cho thành phố này, và những vị thần đã quyết định sẽ giam giữ hắn tại nơi đây. Trong ai có một người hiệp sĩ đẹp trai, ga lăng, phong nhã giống như tôi, có thể chi tiền và chế tạo hết tất cả những thanh kiếm khổng lồ mang quyền năng của thần để có thể tiêu diệt được hắn. Câu đấy các bạn thắc mắc rằng tại sao mấy ông thần không tự tay giải quyết luôn đi, chứ lẹ mà chờ một người đẹp trai phong nhã hào hoa giống như tôi tới làm gì? Thì tại vì thần linh không được tham gia vào những cái sự kiện ở trong thế giới con người á các bạn. Ai giấu lắm chứ các bạn ơi, chừng nào quay về sẽ mấy bao nhiêu quen mà chào mừng mấy đứa trong quay trở lại với chương trình của xin lỗi. Trời đất ơi, nhìn cái này ơi, anh em biết làm tôi tự nhớ tới gì không anh em ơi? Hả? Làm nhớ tới Ai Cập cổ đại á. Ủa, Ai Cập hay là Hy Lạp ta? Cái công trình này là của Ai Cập hay Hy Lạp anh em? Chết rồi, tôi coi nhiều nền văn minh quá, tôi bị lú rồi anh em ạ. À, không sao, tôi chọn nền văn minh Việt Nam, những con người yêu nước thường hay vậy lắm. Ôi, anh trai này có cây búa gì đã vậy ta? Anh trai cho em xin cây búa luôn. Ê, anh ơi, em xin lỗi anh ơi, dạ anh rất là đẹp trai. Anh trai, đừng, no. Chào mừng chiến binh của ta. Nó từ rất lâu rồi, không có bất kỳ người chiến binh nào tìm đến nơi này cả. Nó có vẻ như cậu vừa mới chơi một trò chơi mạo hiểm thì phải. Who are you? Thật là thất lễ, ta chưa giới thiệu với cậu à. Ta xin lỗi vì điều đó, hãy để ta có cơ hội để sửa sai. Ta chính là đội trưởng của đội kỵ sĩ Hoàng gia, người nắm trong tay cả một quân đội của quốc gia này, và cũng là người canh giữ cái đấu trường, giam giữ cái tên quái nhân. Nhìn cậu trẻ vậy mà cậu bị lãng tai ta. Ta chỉ nói lại một lần nữa thôi, tên quái nhân. Trời ơi, để đọc được cái tên này chắc là tôi phải đầu thai kiếm sao tôi mới đọc được cái mấy ní mọi chữ. Rồi bây giờ tôi phải làm gì? Cậu tìm đúng người rồi. Bởi vì ta sẽ là một đội trưởng đẹp trai, và là người sẽ đóng vai trò là hướng dẫn viên. Không, ta nhầm. Là một người hướng dẫn để cậu có thể chế tạo ra được những thanh kiếm siêu cấp chip pro, để có được một nguồn sức mạnh dồi dào của những vị thần để tiêu diệt được tên quái nhân. Thì cái đó ai không biết cho nội. Giờ ông đứng đây ông không làm hướng dẫn chứ không lẽ ông làm người bán đồ ăn cha? Cái tôi hỏi là bây giờ tôi cần phải làm gì? Xin lỗi cậu, ta hiểu nhầm. Bây giờ cậu chỉ cần chế tạo ra được một bàn chế tạo khổng lồ theo như công thức ở trước mặt đây, mà đó là bước đầu tiên cậu cần phải làm để có thể sở hữu được những thanh kiếm siêu khổng lồ. Trời đất ơi, nhiều khi tốn biết ông này phải lính hoàng gia không nữa anh em ạ. À, nhìn ổng cứ đụt đụt như nào á anh em. Và bây giờ là mình sẽ chính cục gỗ anh em ạ. À, ok. Giant crafting table. Thật là tuyệt. Được rồi, bây giờ cậu hãy đi kiếm nguyên liệu để chế tạo những thanh kiếm đó đi. Và khi nào mà cậu đủ mạnh rồi thì cậu hãy lại đây nói chuyện với tôi. Còn bây giờ thì cậu chưa có đủ trình. Ủa, gọi là hướng dẫn viên dữ chưa da? Ok, bây giờ tôi coi là chúng mình. Đây là một cái bàn chế tạo khổng lồ anh em ơi. Trời ơi, nó cao bằng tôi luôn nè các bạn. Để coi nào. Ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều ô. Đây là một ô 5x5 anh em ạ. Còn đây là công thức chế tạo những cây kiếm siêu khổng lồ anh em ơi. Có cái kiếm S5 luôn này. Ui, đã vậy ta. Ai chà, mà mình đi làm chế tạo kiếm đi cho mất công anh em. Ở đây có luôn nè. Giật. Ui. Ui gì vậy? Ai cho con cây kiếm đây ông ơi. Ui, mấy con tượng đá này nó không chịu cho mình kiếm anh em ạ. Được rồi, nếu vậy thì chúng ta sẽ đi làm một cái công tác khác anh em ạ. Người ta gọi là công tác đào tạc. Ai chà, nhưng mà quên mất mình đang còn thiếu bàn chế tạo anh em ơi. Nãy vô tình đi ngang đây. Ai rồi thấy bàn chế tạo ở đây lụm lưa anh em ơi. Tận dụng những thứ mình có sẵn mới là người thông minh nha anh em. Được rồi, các cô dì chú bác ơi, trong đây có rương không? Có rương nè anh em ơi. Nhưng mà trong rương có gì hết trơn vậy? Nhà gì đâu mà bận dữ chờ. Ai vô, xin chào cả nhà. Ta là sứ giả công lý tới để cưỡng đồ đây. Có gì trong đây không? Kỳ ta. Ủa, cái làng này kỳ anh em, không có cái gì để mình lút ta. Bình thường mà theo như thông lệ là phải có đồ để mình lút rồi đó. Bên đây có một cái quầy hàng rồi, để coi bên đây có đồ để mình giật cơm. Ủa, không có luôn ta, kỳ ấy. Rồi. Giờ tầm này là mình phải tự đi, mình làm hết tất cả mọi thứ rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo ra cho mình một cây cúp gỗ. Hình như mình cũng đủ gỗ để mình chế tạo ra được một cây kiếm gỗ luôn rồi anh em ạ. Ok, để chế tạo một cây kiếm gỗ ta cần hai cái que và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, oh my god, look at that. Oh my god, enjoy everybody.
Cái kiếm này đâm to nha anh em, mặc dù là kiếm gỗ thôi nha. Ở trong đây tôi thấy có một công thức còn chế tạo được kiếm đá nữa anh em ơi. Đào đá ơi, trời ơi, biểu sư, đào đá ơi. Trời ơi, đá ở đây nhiều lắm. Ok, kiếm đá khổng lồ, I'm coming. Kiếm đá khổng lồ hình như là như thế này. Như thế này và... Oh my god, không khác gì kiếm gỗ luôn á mấy đứa. Cái này đúng chính xác là cái kiếm gỗ sơn màu lên để tăng đam luôn á trời. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cần chế tạo ra một cây cúp đá. Một cái gì đá? Ây da, thấy mấy cái anh chiến binh này cũng ngầu ngầu ta. Ui. Nhưng mà anh đánh chậm quá anh ơi. Trời ơi, cái thứ duy nhất anh thiếu là tốc độ. Anh chiến binh này cho mình những cái giám xích anh em ạ. Phèn quá. Anh ơi, che bánh sắt anh ơi. Em đang thiếu sắt lắm anh ơi. Ai đó coi cha nội kia con ra được gọi là gần full bộ giám sắt. Ông này ra được có cái mũ sắt anh em. Ê, khoan, từ từ. Ông này cái đồ khác anh em mà có vẻ như ông này sẽ mạnh hơn hay gì nè. Đấm thử coi. Cũng ra giám sắt. Ủa, alo, chí binh kìa vậy. Oh my god. Một ngôi làng anh em ơi, mình kiếm được một ngôi làng. Sắp vào anh em ơi, sắp vào rồi. Tôi đang cần tìm sắt. Đây là một ngôi nhà khá lý tưởng. 7 cục sắt là đủ để chế tạo chưa ta? Thử mới biết được anh em ạ. Để coi là mình cần bao nhiêu cục sắt để chế tạo được một cây kiếm sắt này. 1, 2, 3, 4. Ôi, đủ 7 cục luôn. Trời ơi, một cây kiếm sắt được ra đời. Yes. Oh my god. Nó không khác gì cây kiếm gỗ với cây kiếm đá luôn. Ai chứ đi. Nhưng mà tôi nghĩ đá sẽ to hơn anh em ạ. Để mình coi. 15 đam. Ôi ôi, cây này 15 đam anh em ạ. Ôi vậy là đấm cho một cái là mất cái đầu luôn á. Dạ ông bà xưa giờ phải tiết kiệm anh em ơi. Ở đây có lò phải lấy lò thôi. Mà bây giờ chúng ta nên làm một cái bàn làm cung anh em ạ. Để chúng ta có thể đổi thật nhiều emerald với mấy cái ông gọi là dân làng. Còn khi mà mình có emerald rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công cuộc gọi là chế tạo cái kiếm emerald anh em ạ. Ôi, nếu chế tạo kiếm emerald thì chúng ta đâu cần phải chế tạo kiếm kim cương rồi đâu ha. Khỏe quá. And đây là thứ mà tôi đang cần. Có mấy dân làng nào đang thất nghiệp ăn không ngồi rồi lên cào phím trên mạng chỉ để đi kiếm gamma không ạ? Dạ qua đây con cho cái nghề để làm nè, để đỡ đi ăn không ngồi rồi đi kiếm chuyện với thiên hạ mấy bác ơi. Có bác dân làng này có nghề rồi nè anh em, tôi sẽ khiến cho bác thất nghiệp. Bác ơi, sao bác lại không thất nghiệp vậy bác? Đây rồi. Bác ơi, con là một người cứu tinh của bác đó thấy chưa? Bác thất nghiệp cái là con cho bác có nghề để làm liền, bác thấy chưa? Bác phải cảm ơn con đi. Ok, 32 cái que vậy nên mình cần phải có hình như là 7 cục emerald thì phải đây bà. Kiếm emerald 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 với 9 là 15 cục emerald mấy ní ơi. Đổi ý ỏi luôn anh em ơi. Tôi không biết là tôi với nhiêu đây gỗ của tôi thì hình như là không đủ anh em ơi. Không đủ rồi. Oh my god, đi chặt nhà dân làng thôi. Rồi, que đặt cuộc thơm ngon nè bác ơi. Đúng rồi, cây cho con hết tất cả số kim cương mà bác có đi. Đúng vậy. Hai cục không chay nổi, hai cục cho tôi nữa trời. Rồi ok, bây giờ trước tiên thì mình cần làm ra một khối emerald trước anh em ạ. Đó. Nhưng mà mình vẫn còn thiếu hai cục emerald anh em ơi. Giật. Bây giờ bác chính thức thất nghiệp lần hai. Bác còn đổi được cho mình nè. Ơi trời ơi bác ơi, sao bác không nói sớm. Làm con giật cái bàn của bác là sao vậy bác? Tôi cảm ơn bác nhiều nha. Rồi, cây kiếm emerald. Đây, chúng ta sẽ làm cái này anh em ạ. Đó. Như đây và chúng ta sẽ có một 16 đám anh em ạ. Và chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng bị động là sẽ đào nhanh cấp 4 và một hiệu ứng bắn nổ khối ngọc lục bảo. Oh shit, test liền anh em ơi. Ok, mình có hiệu ứng đào nhanh nè. Rồi, để thử là coi nào. Bắn vô cái con kia nào. Boom. Oh my god. Boom. Oh my god. Uầy, mạnh vãi đấy mà. Được rồi, để mình coi những cái kiếm phía sau này có cây nào nó mạnh nữa không. Trời, chỉ có kiếm kim cương là dễ chế nhất nè. Ôi, cái cây này là khó chế nha anh em. Cắt diện thật, bét róc. Ui, vậy là bây giờ mình còn phải đi đào cả bét róc hả ta? Đồng anh em ơi. Hồi nãy là như tôi thấy có một cái cây kiếm chúng ta cần phải chế tạo từ đồng anh em ạ. Mà đồng đào bằng cúp đá được không? Được. Ngon, đào cành lành em ơi. Được rồi, nhưng mà tiếc cái là đồng chúng ta lại phải nung bằng lò anh em ạ. Bỏ đồng vô. Ôi, bây giờ mình sẽ thử đào bằng cái cây kiếm này. Khi mà chúng ta cầm cái kiếm này thì nó sẽ cho chúng ta hiệu ứng đào nhanh anh em ạ. Nhưng mà cái cây kiếm này thì nó lại không có chức năng để đào. Ủa là bây giờ mình cầm cái kiếm với chức năng đào nhanh là cái đào cái tốc độ của nó sẽ y chang đào bằng đá mà chậm hơn nữa quả trưởng. Ủa vậy mình nhận được cái chức năng đào nhanh khi mình cầm kiếm làm gì ta? Khó hiểu như vậy. Trời ơi, kiếm bằng đồng là cái này là... Ủa cây này hả ta? Bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi, tận chín cùng đồng đó đấy bà. Vậy mà không sao, mình đủ. Trời ơi, cái gì khó có suy gõ lo. Đây, để như này anh em ha. Ôi, đây là cây kiếm sấm sét anh em ơi. Ôi, cây này cho mình sức mạnh chạy nhanh anh em ạ.
Được rồi, để coi nào. Shoot a lightning bolt, that small lightning strike on impact. Tính nha, bình thường tôi hay nói với anh em là hả, tôi phải chịu hồi cứu đám sấm sét anh em ạ. À, giờ có cây kiếm này là tôi chịu hồi cứu đám sấm sét được thiệt nè. Một phát con nhện giác ngộ luôn anh em. Ôi ơi, cây kiếm này mạnh quá anh em ơi. Ôi nhưng mà hết cần đồng rồi, không luôn nữa. À dạ, từ đầu tôi nghĩ là tôi phải đi đào thêm thang anh em mà. Đào thêm thang để xíu nữa còn cái quặng nào mà VIP mình còn phải nung nữa anh em ơi. Ok, tiếp theo là kiếm pha lê anh em mà. Có vẻ như cây này là cái cây mà tôi nghĩ là khó kiếm nhất luôn nè. 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Lên đường các bạn ơi. Sẽ cùng go đi hết đoạn đường. À sao không đưa được là nhờ xe ôm. Ơi mà dây văn nghệ hết rồi em ơi. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với giây phút gọi là chế tạo thôi nào. Một cái xô để bảo toàn tính mạng, một cái cúp để có thể đào được những cái món tốt hơn. Ây à, tự nhiên chôm được hai cái lò thấy mình đẹp trai hơn hẳn anh em ạ. Được rồi, có nước rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống được cái hang sâu hơn rồi anh em ơi. Không lo bị mất máu rồi. Ây à, nhưng mà cái hang này tôi thấy căng rồi nha. Cái đậu xanh ngâm muống nha, nó sao cái hang nhìn căng quá vậy. Ôi, còn cả vô đình dưới đây à. Ôi, tôi hy vọng là tôi sẽ không gặp. Thôi vừa xuống luôn. Kim cương. Oh my god, tao thấy kim cương rồi anh em ơi. Mày, một phát chết con nhện. Bắt con rồng rồi mày. Chà. Ui, đau. Đâu rồi, con Enderman đâu rồi. Mày hả bưởi, ui ui, được gặp Ender luôn. Nếu như thông thường á, anh em á, thì anh em sẽ chế tạo kiếm kim cương, đào thật nhiều kim cương để chế tạo kiếm kim cương đúng không? Nhưng không, tôi thông minh hơn. Tôi sẽ chế tạo cúp kim cương để đào hắc diện thạch, tại vì tôi thấy cái kiếm hắc diện thạch nó mạnh hơn cái kiếm kim cương anh em. Rồi, lên nè. Kim cương, bao nhiêu cục đây? Một cục. Không sao anh em ạ, đời còn dài, hang càng to, điên hồi cũng kiếm được kim cương à. Đây rồi. Đào, một cục tiếp. Game này bị sao ta đào toàn được cục vậy ta? Kim cương, đen như quá. Đào, rồi một cục tiếp. Cái gì mà một cục hoài vậy trời? Thôi không sao anh em ạ, một cục thì mình chế một cục. Một cúp kim cương cũng đủ rồi. Rồi để coi cây kiếm hắc diện thạch thì chúng ta cần gì nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 cục hắc diện thạch anh em ạ. Căng này nha. Rồi 7 cục hắc diện thạch, giờ mình phải đi kiếm một cái hồ lava nữa anh em ạ. Ô, kim cương nữa nè. Đào. Một cục tiếp. Ừ, đón trước tương lai luôn không? Cái này người ta gọi là tiên tri luôn anh em, nhà tiên tri vũ trụ Trần Gô luôn. Đây rồi. Cú đấm Ember Go. Trời ơi. Ai cha trả lụa con quỷ này. Thì ra mày chọn cái chết. Đào không còn. Uầy, dây nhiều kim cương ngoại trưởng anh em ơi. Đào hơn trời nữa mấy giáo sư. Ui, kim cương nhiều quá anh em ơi. Ui, lần đầu tiên ở trong đây tôi đào được 2 viên kim cương một lần anh em ạ. Quá đã. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước ra. Rồi, sẽ dùng cái cây cúp kim cương mạ vàng. À, lộn rồi, cái cúp mạ kim cương mới sơn màu này của mình để mình đào hết gì hạt thôi. Rồi, lụm tiền anh em ơi. Kiếm hắc diện thạch đây rồi. Đầu tiên là để hai cái que vô đây, tiếp theo là để kiếm thế này. Quay ơi, từ từ, cây này tăng đam anh em ơi. Ê, nãy nó giỡn mà cây này nó sơn kiếm tăng đam thiệt mới đi. Cái cây này có thể giúp cho chúng ta chặn được đòn tấn công hả? Hay chặn gì, căng đào cục kim cương này trước đã. Ok, có rất nhiều cây kiếm mà chúng ta cần phải có những cái nguyên liệu nó hơi nơi trừu tượng xíu anh em ạ. À, nói chung thì cũng được đó anh em. Bây giờ chúng ta đi chế tạo cái kiếm lửa này đi. Cái này bây giờ mình sẽ phải xuống địa ngục rồi. Con đường xuống địa ngục của Sigo nẹt bô. Rồi nãy tiện tay đào luôn thêm một cục đá lửa. Trời ơi, đủ bộ quá đã chưa. Rồi đi thôi anh em, trời nữa nẹt bô. Đây rồi, thứ chúng ta cần tìm đây rồi các bạn ơi. Mày, ôi vả phát nào, ăn tiền phát đấy anh em ạ. Ôi trời ơi, cây kiếm này thật là vãi. Ok, từ, bây giờ mình sẽ bắn cái con gác thằng kia. Thôi, sao mà đỡ được. Đây, mình sẽ niêm phong chỗ này lại anh em ạ. Đấy, mình sẽ tách biệt chỗ này với cái khu bên ngoài luôn. Đó, cho mấy con hả quy lửa trong đây là triệt đường sống luôn nè anh em. Rồi, tụi bay rồi. Ra đây. Ra là quýnh nha. Ra là chỉ có quýnh thôi nha. Rồi, đủ rồi, hết giá trụng lại gì, đạp. Rồi, bây giờ mình sẽ chừa lại 2 cây, 4 cây đi. Còn lại mình sẽ chế ra thành cái que lửa này hết. Rồi, để coi công thức chế tạo kiếm lửa nào. Ui, giống như kiếm hắc diện thạch quá các bạn ơi. Ở như này, xong đưa 2 que như này. Rồi, có một cây kiếm lửa. Cái kiếm này sẽ cho chúng ta hiệu ứng gì đây? Grand Fire Resistance 10. Ôi, kiếm này cho mình sẽ có một cái gọi là hiệu ứng chống lửa anh em ạ. Và khi mà mình đi tới đâu thì lửa nó sẽ cháy tới đó anh em ơi.
quay còn như nó bắn ra lửa thì phải. Ồ, nó bắn ra lửa đây mà. Ai da. Nhưng mà kiếm này cũng nguy hiểm quá anh em ạ. Kiếm này thật sự nguy hiểm lắm luôn nha. Rồi để tôi coi coi là còn cái gì cần đến ở dưới địa ngục này không. Ồ, bây giờ mình cần phải đi qua cái chỗ của con rồng để mình kiếm mấy cái super box anh em ạ. Hay là bây giờ mình kiếm một cái mềm mại cho mình xuống dưới chỗ của cái con Warden mình đào mấy cục này ta. Tôi nghĩ cái đó là cái phương án nhanh hơn cái việc xuống địa đấy. Yay. Ơi khoan, hình như cái cục kia chỗ nó quen quen anh em ơi. Hình như trong đây là cái cục pha lê hay gì nè. Tôi lên đây tôi đào thử coi đúng không. Tôi nhớ không nhầm là mấy cái cục pha lê nó sẽ bị gói tròn ở trong một cái quả cầu đá anh em ạ. À, quả cầu đá nó sẽ dùng cái khối đá này nè. Tôi không biết tên cái khối đá là cái gì, đá ba gian hả hay là đá pha lê gì đó. Ừ, nói chung là đúng rồi exactly. Tôi đang pha lê dính luôn nè. Ngon. Ai cha, tuyệt vời mặt trời cô ơi, tuyệt vời mặt trời cô ơi. Từ từ, 8 cục pha lê đủ chế không ta? 8 cục pha lê dư anh em ơi, dư. Trời ơi, kiếm pha lê. Từ từ, cái cây kiếm này nó sẽ cho mình một cái hiệu ứng chủ động là tự động target vào mấy con quái anh em ạ. Đánh thế này có khác nào auto không anh em? Ây da, nhưng mà tôi thấy là mấy cây kiếm càng về sau nó sẽ càng mạnh hơn những cây kiếm ở lần trước đó anh em ạ. Và tôi thấy hình như cái cây kiếm cuối cùng là cái cây kiếm được chế từ gỗ và lá anh em ơi. Được rồi, bây giờ thì mình cần phải kiếm thêm cho mình 2 cục sắt nữa để mình có thể chế được một cái kéo để mình lên mình cắt lá anh em. Đây rồi, có kéo. Lên mặt đất thôi anh em ơi. Ôi, sao đây có một cái rừng hoa anh đào nhìn đẹp vậy anh em? Ui, nhìn cháy vãi. Rồi, bây giờ nguyên liệu để chế tạo cây kiếm cuối cùng là sẽ có gỗ và lá. Ok, đi đơn vậy. Gì đây? Ôi trời ơi, cầm nhầm kiếm anh em ạ, cầm nhầm kiếm. Ôi trời ơi. Ôi, cây này nguy hiểm quá anh em ơi. Cây kiếm lửa này nguy hiểm quá, tôi nghĩ là tôi sẽ hạn chế tôi cầm nó anh em ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi chặt gỗ đây. Rồi, tôi cất cây kiếm lửa vô luôn cho nó chắc anh em ơi. Quá chữ thiệt. Được rồi. Đặt ra, công thức của chúng ta sẽ là như thế này. Bỏ lên như thế này, sau đó là hai cái lá ra ngoài đúng không ta? Đúng rồi này. Cái này sẽ cho mình hiệu ứng hồi máu 10, speed 10 và cái gì đây, launch yourself in the air follow with the by tone mountain and cái mình gì đó. For 8 second là cho 10 cho 8 giây. Cây này hình như là mạnh nhất anh em ơi. Cây này hình như mạnh nhất nè. Ôi, mình được miễn sát thương, đào nhanh và có hiệu ứng. Từ từ, cây này mạnh anh em ơi, cây này mạnh nha. Đây. Rồi, xong rồi xuống đánh đó. Trời ơi, nó đánh mình mất không thấm máu luôn đây mà. Ui, mình sẽ có được hiệu ứng đào nhanh trong vòng vài giây anh em ơi. Ui, 8 giây. Trả lụa. Bao nhiêu đam đây? 17 đam anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi về cái đấu trường La Mã kia để mình coi là mình đã đủ điều kiện để có thể đi vào đánh con boss chưa anh em ơi. Không ngờ đó, cây kiếm mạnh nhất lại có cái cách chế tạo dễ nhất vậy mà nãy giờ tôi đi kiếm tôi chế mấy cây kiếm kia đi mà cây thế à. Ta bước đi như cơn gió. Ok. Ngày hiệp sĩ. Đây. Một con quái vật ở đây. Muốn gì? Ở đây hiệp sĩ ơi, tôi kiếm được cái cây kiếm mạnh nhất rồi nè. Giờ làm gì nữa ngài? Quả đúng là người chiến binh mà ta đã nhìn trúng. Nếu như cậu đã tìm thấy được thanh kiếm mạnh nhất rồi thì mời cậu qua kế bên để nhận thưởng. Qua kế bên để nhận thưởng? À là qua mấy cái nút đấy hả? Ở đâu? Là bấm mấy cái nút này là được full luôn hả? Ủa sao ngay từ đầu không có vậy đi? Bởi vì đây là những thanh kiếm mang sức mạnh của thần thánh. Chỉ có những người có làm thì mới có ăn. Cần cù thì bù, thông minh, có sự siêng năng và chăm chỉ mới có tư cách để nhận được chúng. Bởi vì cậu đã chế được thanh kiếm mạnh nhất nên ta thấy rằng cậu đã có đủ tư cách để nhận được đầy đủ tất cả mọi món vũ khí này. Hãy lấy nó và nói với ta khi cậu sẵn sàng. Ta sẽ mở cánh cổng để cậu đi chiến đấu với tình quái nhân. Làm tốn thời gian dữ bay. Ê, rất tốn thời gian nha, rất tốn thời gian luôn á. Ban đầu cho tôi sẵn đây là ngon rồi trời. Rồi bây giờ là mình sẽ phải vứt mấy cây cũ đi để mình lụm mấy cây mới đây nè mấy ní ơi. Ui, Giant Ultimate Sword anh em ạ. Ê, đừng có nói với tôi cái cây Giant Ultimate Sword này là kết hợp từ tất cả các cây kiếm khác nha. Ôi trời anh em ạ. Ui ôi, cây này nhảy cao quá anh em ơi. Vô, giờ tôi đã sẵn sàng rồi. Được rồi, bây giờ ở đây có hai tên quái nhân. Cậu muốn chiến đấu với tên nào? Chiến đấu với tên nào vậy? Bây giờ tôi cầm cây kiếm mạnh nhất rồi, quất hai thằng ở đây cho tôi. Tôi quất hết. Wow, chiến dữ ta. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho cậu. Oh my god. Ôi, con boss. Mày. Ôi. Chà. Con boss đi rồi em ơi. Ôi sao nhìn thì nó kinh khủng khiếp mà sao chém con cái đi mất tiêu rồi anh em. Yếu dữ vậy. Ôi mới được một con rồi giờ còn một con nè. Ai da, sao lắm biết bơi vậy.
Ripper chúng tôi. Chém! Cô chém sắp xếp! Cha! Ôi ôi, nó chết rồi anh em ơi, nó chết rồi. Ôi ôi, hai chém chết con boss rồi anh em ạ. Căng đấy à. Ai cha, con boss này tôi không biết sao nhưng mà tôi bị nghiền đấm nó quá anh em ạ. Để tôi chịu hỏi lại thêm lần nữa để tôi vô tôi đấm tiếp anh em. Wow, ở đây mình còn rất nhiều cây kiếm khác anh em ạ. Bây giờ mình sẽ thử nha. Yeah, phi tiêu cầu vồng. Sao tôi phi cái mất tôi mất tiêu cái phi tiêu của tôi rồi. Ê, boss ăn mất cái phi tiêu của tôi rồi anh em ơi. Không sao, mình còn một cây kiếm. Giant Mr. Materia. Oh my god, thiên thần rơi em ơi. Được rồi, cái kiếm tiếp theo. Bedrock Sword. Mày, có chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, cái cục Bedrock này là có gì xảy ra vậy? Cái Bedrock làm được gì vậy? Thôi, tôi vẫn thấy cái cây đỉnh nhất ở đây rồi. Tôi vẫn thấy cái cây Ultimate này là cây đỉnh nhất nè. Hai chém, ui gần chết boss rồi, gần chết boss rồi. Ôi, boss chết luôn rồi. Sức mạnh của Warden. À, tôi sẽ dùng sức mạnh của Warden. Ôi, nó chỉ bắn vào sóng âm thôi anh em ạ. Sức mạnh của Warden gì yếu thế. Chỉ có cây này là vô địch thiên hạ thôi em ơi. Ultimate vô địch thiên hạ. Mày hả Ripper? Ui trời ơi, đúng ba phát Ripper đi luôn. Tối trời ơi, hai boss mạnh nhất thế giới tưởng như nào. Tối anh em ơi, tối. Từ từ, bây giờ là chúng ta phải đi xuống dưới địa ngục anh em ơi. Lòng xuống dưới địa anh em ơi. Rồi, đây rồi, I'm coming. Đâu rồi, con rồng đâu rồi. Chém cái cục này của mày nè. Nổ không? Nổ, ui ơi, nổ một phát ba cục anh em ạ. Chém con rồng nè, nổ không? Ui ôi, nó bay, nó né được anh em ơi. Ui, nó nổ phát ba cục anh em ơi. Chém nè. Ui ôi ôi, đau không rồng. Đây nữa nè. Đau không rồng, ui ôi, nó nổ một phát độ hết rồi em ạ. Rồi, tôi chém cho con một lần coi chi máu đây. Ui ôi, một phát chết Wonderman. Một phát được nữa cây máu không rồng. Mày hả rồng. Tôi cho nó biết thế nào là cú chém của Ultimate Squad. Một chém chết luôn rồi. Anh ơi. Đây, bây giờ là phải summon Wither. Đó, nó phải như vậy anh em thấy không? Đó, chơi là phải chơi tới bến vậy anh em. Thích đứng yên không? Trời ơi, hai chém thôi nha con trai. Ai chưa bao giờ thấy cuộc đời nó dễ dàng và đẹp sao như thế này anh em à. Ok, và nói chung là ngày hôm nay tôi đã giải cứu được thành phố ra khỏi hai con boss khổng lồ, đó là boss Wither và boss Ripper. Đồng thời tôi cũng đã tiêu diệt được con Ender Dragon bằng thanh kiếm Ultimate siêu cấp chip rồi đó anh em. Và nếu như anh em nào cảm thấy video này hay, video này vui và giúp cho anh em giải trí được sau những giờ học tập làm bài luyện văn thì em đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cho mình các bạn trong kênh YouTube của Sido Official nha anh em ơi. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video kế tiếp. Bye bye.